Chào các bạn, hôm nay mình thực hiện món ốc móng tay hấp sả ớt lá chanh và mình chấm với phần nước chấm rất là ngon luôn, ăn rất là tuyệt vời. Các bạn cùng theo dõi mình vào bếp thực hiện nhé. Ở đây nguyên liệu thì mình cần sử dụng là 1 kg ốc móng tay. Ốc móng tay thì mình phải đi sơ chế cho nó thật sạch nha các bạn. Mình mua về mình ngâm vào nước khoảng 4 đến 5 tiếng, sau đó mình rửa sạch. Mình rửa trực tiếp bằng vòi nước, rửa phần đầu, phần đuôi. Cái phần đuôi nó có những cái đen đen và những cái phần đít của nó các bạn, nó dính cái cục á, các bạn cạy ra và các bạn dùng vòi nước các bạn xối trực tiếp vào cho nó ra hết cái phần cát và phần sạn đi nha, để mình ăn nó rất là sạch. Ở đây thì mình chuẩn bị là một nhánh gừng và 3 cây sả. Gừng thì mình sẽ thái nát, sả thì mình thái sợi. Còn cái phần đuôi sả thì mình sẽ đập dập và mình cắt khúc để tí mình cho vào nồi mình hấp cho nó thơm. Phần lá chanh mình sẽ cắt nát. Ớt thì mình sẽ sắc mỏng ra. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái nồi hấp. Ở đây mình cho cái nồi vào, tiếp đến mình sẽ cho cái khay hấp của mình vào. Mình sẽ sử dụng cái khay này cho nó tiện. Sau đó mình sẽ cho vào đây một ít nước. Ở đây mình sẽ cho khoảng 60ml nước. Các bạn cho nước sao cho nó không được ngập qua cái phần chân của cái khay nha. Làm như vậy thì mình hấp con ốc của mình nó không bị vô nước và nó giữ cái độ ngọt của ốc nó rất là tự nhiên và ngon. Tiếp đến thì mình sẽ cho ốc móng tay vào. Sau đó thì mình sẽ cho phần sả đập dập vào trước. Mình sẽ cho đều xung quanh để cho cái phần mùi sả của mình nó được thơm. Và mình sẽ cho gừng vào. Sau đó là phần sả sắc lát. Tiếp đến mình sẽ cho phần ớt và phần lá chanh vào. Khâu chuẩn bị của mình tới đây là đã hoàn thành rồi. Bây giờ thì mình chỉ việc đậy nắp vào. Sau đó mình bật bếp lên. Mình đun sôi khoảng 7 phút là cái phần ốc của mình nó sẽ chín. Lúc này cái nắp của mình nó phải thật chặt và thật kín nha các bạn. Sau khi mình hấp được 7 phút rồi, cái phần ốc của mình đã chín này. Mở ra nó thơm lắm. Thơm mùi sả, mùi lá chanh, mùi gừng nữa, rất là thơm luôn. Để phần ốc của nó ngon hơn thì mình cần phải đi chuẩn bị phần nước chấm. Phần nước chấm thì rất là quan trọng luôn. Để ăn với ốc thì nó ngon và nó rất là hợp nha. Để phần làm phần nước chấm thì mình có chuẩn bị một ít gừng, sả, ớt, lá chanh và một ít chanh nha. Bây giờ mình sẽ làm phần nước chấm. Phần gừng, phần sả và phần ớt mình đã thái ra và mình băm nhỏ ra rồi. Tiếp đến là mình sẽ đi giã cho nó thật là nát nha. Mình sẽ dùng cái chày và mình giã trực tiếp vào cái chén luôn. Sau khi xong rồi mình sẽ chuẩn bị ở đây là 3 thìa nước mắm, 2 thìa đường và 3 thìa nước.
mình sẽ quấy tan lên. Sau khi phần đường của mình đó, nó được tan, mình sẽ cho chanh vào. Mình sẽ vắt vào đây khoảng 2 thìa chanh. Tiếp đến thì mình sẽ cho phần hỗn hợp gừng, sả, ớt. Nhìn nó rất là hòa quyện và rất là thơm nha các bạn. Và cuối cùng thì mình sẽ cho vào đây một ít lá chanh. Lá chanh mình đã băm nhuyễn ra rồi nha các bạn. Ok, rất là thơm luôn. Mình nêm nếm rất là đậm đà, vừa ăn vừa đậm vừa ngon và vừa ngọt vừa thơm nữa nha. Thơm thơm cay cay. Sau khi phần ốc của mình đã hấp xong, mình đã múc ra dĩa rồi các bạn. Và phần nước chấm mình đã làm xong. Mình đã hoàn thành xong món ốc hấp sả, ớt, gừng và phần nước chấm nữa. Rất là ngon. Mình sẽ dùng thử nha. Con ốc của mình rất là tươi, ngon luôn. Và mình làm sạch đó, nó ăn nó không có bị sạn nha các bạn. Cái phần nước chấm của mình rất là đậm đà và rất là ngon luôn. Đây là một món ăn mình rất là thích. Các bạn hãy thực hiện cho gia đình mình cùng ăn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.